Bon rồi là con. Cái câu gì? Cái câu đâu? Đồ của ai nấy cầm chứ sao mà hỏi thì biết. Cái nào mà giao cho anh hai là hay bị mất lắm. Xuống cổ rồi nè.
không có được, dốc lắm, dốc lắm, tụt quá con, không có được. Dạ, ủa, nó không cho tắt, chọn sao, cái đó.